Xin chào các bậc phụ huynh và các em học sinh. Chúng ta sẽ cùng đến với bài toán sau đây. Tìm x biết x cộng x trên 1 cộng 2 cộng x trên 1 cộng 2 cộng 3 cộng vân vân cộng x trên 1 cộng 4 cộng 3 cộng 3. Để làm được bài toán này thì chúng ta phải nhớ lại được cái công thức, đó là gì? 1 cộng 2 cộng 3. Ta có thể chứng minh được cái này lớp 5 chúng ta đã cộng đến số n lớp 5 đã học rồi, đó chính là bằng gì ạ? N số n là số tổng quát nhân với n cộng 1 chia 2. Đấy, áp dụng cái công thức này. Thật vậy, để làm được bài này thì ta sẽ nhân tất cả các số hạ từ cái đại này hết để nguyên, nhân cả từ của mẫu với 2 đi, nhân cả từ của mẫu với 2, nhân cái 2x này với 2. Dưới mẫu thì áp dụng cái công thức lúc nãy, 1 cộng 2 thì có 2 thừa số, đúng không? Thì cũng chính bằng 2 nhân với 3 chia 2. Và khi nhân với 2 vào thì hết chúng ta tương tự 2x nhân 3 nhân 4, 2x chia 4 chúng ta cái này tổng này thì nó chính là bằng 4 không 43 nhân 4044 n nhân n cộng 1 chia 2, đúng không? Chia 2. Nếu nhân vào thì nó mất số 2 thì nhân 2 chứng tử, còn nếu không thì ta có thể viết lại đó là gì ạ? X cộng với x chia cho là 2 nhân 3 chia 2, đúng không? Cộng với x chia cho là 3 3 nhân 4 chia 2 cộng vân vân cộng 12 chia 4 không 43 nhân 4 chia 2, xong ta đã viết thêm một bước nữa, ta đã nghịch đảo của số 2 lên, ta sẽ được khi đó chúng ta nhóm được ngay 2x ra ngoài rồi, 2 đây 2x thì nó chính là 1 nhân 2. Đến đây thì 1 chia 1 2, 1 nhân 2 thì là 1 chia 1 2, áp dụng cái công thức đó là 1 n nhân n cộng 1 thì sẽ bằng gì ạ? 1 trên n chia đi 1 trên n cộng 1. Vậy nó chỉ còn là số 1 trừ đi số 1 chia cho 4 không 43 được 1 2 4. Rút gọn những quy đồng lên thì ta được x sẽ bằng